Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thời sự Online. Sau đây là nội dung chi tiết. U22 Việt Nam, U22 Thái Lan thắng vì ngôi đầu bảng. Chỉ cần một kết quả hòa cũng đứng đầu bảng A, nhưng U22 Việt Nam rất quyết tâm giành chiến thắng trước U22 Thái Lan trong trận đấu cuối bảng A giải U22 Đông Nam Á 2019. Sau hai lượt trận, cả U22 Việt Nam và U22 Thái Lan đều giành 6 điểm, đã có vé vào bán kết giải Đông Nam Á. Trận đấu cuối vòng bảng diễn ra chiều nay với hai đội chỉ còn tính chất tranh ngôi đầu bảng. Ở bảng B, U22 Campuchia đã chính thức giành ngôi nhất bảng. Có thể nói đây là trận đấu mà hai bên đều muốn có được chiến thắng để qua đó tránh phải gặp đối thủ mạnh ở vòng tiếp theo. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn đang phải đón nhận những tin tức không hề vui khi hai cầu thủ trụ cột trong đội hình đang dính chấn thương. Đó chính là trường hợp của tiền vệ Lương Hoàng Nam và chân sút sinh năm 2000 Trần Danh Trung. Cả hai đã bị đau sau những va chạm với cầu thủ của Đông Timor. Việc phải thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo cũng là một nguyên nhân khiến các cầu thủ dễ gặp chấn thương hơn trước. Với những chấn thương này, gần như chắc chắn huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn sẽ không mạo hiểm. Ngoài ra, các trụ cột khác cũng có thể được ông Tuấn cho nghỉ ngơi để dành sức trước vòng bán kết. Việc thi đấu với mật độ dày đặc là điều vô cùng khắc nghiệt với các cầu thủ, đặc biệt dưới điều kiện thời tiết nắng nóng và mặt sân cỏ nhân tạo như thế này. Ban huấn luyện cũng có toan tính để toàn đội đảm bảo về chuyên môn cũng như những vấn đề khác như dinh dưỡng, chế độ nghỉ ngơi. Huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn chia sẻ trước trận đấu. Với đội hình 2 với những cầu thủ dự bị như Văn Đạt, Tùng Quốc, Việt Anh, Văn Hạnh, Tiến Dụng, Thanh Sơn, Bảo Toàn, Đức Nam, U22 Việt Nam không e ngại khi đối đầu với Thái Lan bởi các cầu thủ dự bị đang rất khát khao thể hiện trong khi đối thủ có thể cũng cất hàng loạt trụ cột để dành sức cho bán kết. Huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn nhấn mạnh, tôi không nghĩ đối thủ của U22 Việt Nam ở bán kết sẽ là ai, bởi vì thực tế là chúng ta sẽ thi đấu trước rồi sau đấy mới là bảng B. Vì vậy tôi chỉ muốn tập trung cho trận đấu với Thái Lan, còn về mong muốn, toàn đội hy vọng đứng đầu bảng A. Nhìn chung, đây là trận đấu mà hai đội không căng sức thi đấu, nhưng đều đặt mục tiêu giành chiến thắng. Vì thế, cuộc đọ sức này hứa hẹn sẽ vẫn hấp dẫn kịch tính, với các cầu thủ Việt Nam đánh bại Thái Lan luôn mang tới những cảm xúc đặc biệt. Các bạn nhớ đăng ký kênh Thời sự Online để cập nhật những tin tức mới nhất.